Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình xin hướng dẫn, mình xin chia sẻ với mọi người cách chúng ta đo cái dung lượng của bình này. Khi chúng ta dùng khoảng thời gian mình muốn đo còn khoảng bao nhiêu dung lượng bao nhiêu á, thì chúng ta sẽ đo như thế nào và đo cách ra sao và cách đơn giản nhất cho mọi người luôn. Thì dụ bình này là bình 7,5 ampere đi, 7,5 ah. Thì cái số ah này nó khác với số a nha. Vì vậy nhiều người á, nhiều người chúng ta lấy cái này nè, nó chỉnh qua thang a. Dụ chỉnh với 20A, chúng ta đưa thẳng vào bình 2 cộng ở đây là nó cháy luôn đồng hồ. Không đo như vậy được nha mọi người. Vì vậy mình có cái bài hôm nay. Cái AH này, này là AH nó khác với A nha. AH và A là nó khác nhau hoàn toàn nha mọi người. Rồi, thì dụ muốn đo cái dung lượng bình này đi. Đây mình có cái đồng hồ, mình sẽ đo thử cái. Thì đầu tiên nói với mọi người là cái điện áp của ắc quy khi đầy là khoảng 13V. Đây, khi đầy là khoảng 13V và khi hết bình là khoảng 10,4V nha. Thì chúng ta sẽ để như thế này, chúng ta đo thử cái nó lên bao nhiêu volt nha. Đây đồng hồ bị cũng nhớ rồi, đây 12,9V nha mọi người. Thì ra đang đầy đúng không? Ừ, chúng ta muốn đo thì đo làm sao. Ví dụ nè, mình ví dụ mọi người nè, ví dụ ra nhìn ra đây thôi nha. Ví dụ bình mình là bình 7 AH đúng không, 7,5 AH, thì mình dùng cái tải 1A thì nó sẽ chạy được trong vòng 7,5 giờ, từ khi bình đầy tới bình hết nha. Từ khi bình đầy đến bình hết là từ 13V xuống 10,4V á, thì sẽ dùng được là 7,5 giờ, 7 tiếng rưỡi đó. Nếu mình dùng bình 2A thì này chia 2 thôi, thì mình dùng càng số A càng tăng lên thì cái số H này, số giờ này sẽ càng giảm xuống, cái giờ sẽ càng giảm xuống, cái giờ dùng được sẽ càng giảm xuống. Đây dùng 2A lên thì này chia 2 xuống. Mà mình nhắc lại là cái cách tính này chỉ là một cách tính gọi là không chính xác lắm nha, chỉ là tương đối thôi, tương đối một số khoảng nào đó thôi chứ không chính xác 100% nha. Chính xác khoảng là 80%, 90% gì thôi, tại vì mình không có máy móc mình đo nên mình phải đo cách thủ công này, thì chính xác khoảng 80-90% thôi nha. Đây thì ví dụ mình dụ bình mình là bình 7,5A phải không, thì dùng cái tải nào đó 1A, cái tải 1A nghe, cái tải ví dụ cái đèn 12V 1A thì sẽ dùng được 7 tiếng rưỡi. Dù mình sẽ dùng đèn 12V mà tới là 2A lận thì dùng được là 3,75 tiếng, đúng không? Thì đợi bạn sẽ đổi ra gì đó tùy, nhưng mà bạn nên để giữ luôn, bạn bấm máy tính nhân thôi. Thì đây là số A nó càng tăng lên thì cái số giờ sẽ càng giảm xuống nha. Ví dụ mình ví dụ lấy cái đèn 12V 10W, cái đèn này bạn có thể lấy trong cái đèn nhanh xe máy hoặc là đèn của xe máy, đèn sợi đốt á, nó sẽ ăn dòng rất là cao. Thì đèn 12V 10W thì nó có công thức là B bằng U nhân Y. B là công thức là watt á, U là hiệu điện thế là volt, và Y là cường độ dòng điện là ampere. Thì chúng ta sẽ có như là B lúc này sẽ là 10W, U lúc này sẽ là 12V, và Y lúc này sẽ bằng là lấy 10 chia 12 bằng 0,8A. Bạn hãy bấm máy tính nha, hoặc bấm điện thoại của máy tính. Đây ví dụ mình sẽ lấy cái đèn đó, mình lấy cái đèn đó mình ghim vào đây, mình ghim vào hai cọc của cái bình. Các bạn nhớ phải sạc đầy nha, phải sạc đầy ta mới đo được nha. Ghim vào hai cọc của cái bình cho nó sáng dị hòa luôn. Và chúng ta đồng thời lúc đó chúng ta cũng sẽ đo cái như này vô đây, đo như nào ta nhìn họ thấy nó màn hình hiển thị số xuống khoảng 10,4V, 10,5V thì đó chúng ta ngừng lại, ta không đèn nữa, ta lấy đèn ra và chúng ta nhớ là xem khoảng thời gian đó là bao nhiêu lâu nha. Thời gian sáng là mọi người, ví dụ bạn sạc bình đầy rồi, 7 giờ sáng, khoảng 7 giờ sáng nha, bạn lấy cái đèn đó bạn đi vào đây, đến khoảng là 12 giờ chưa, thì bạn đã được 7 được 5 tiếng đúng không, 12 giờ chưa, được 5 tiếng thì mình thấy nó còn có khoảng là 10,5V thôi, bạn ngừng, bạn không cho nó sáng nữa. Thì được 5 tiếng như vậy thì ta lấy số tiếng đó. Đây ví dụ nè, từ 13,4V, từ 13V xuống 10,4V mà được 5 tiếng thì ta sẽ lấy số 5 đó, 5 tiếng đó, số tiếng đó nhân với cái số ampere này nè, lấy 0,8 nhân 5 nè thì sẽ ra được 4,2 ampere trên giờ. Đấy thì đó là cách tính chúng ta. Ví dụ mình làm vậy phải không, thì lúc đầu đó là 7,5 ampere giờ mà bây giờ còn có 4,2 à, gọi là nó tuột quá trời tuột rồi đúng không, tuột cái muốn gần phân nửa luôn rồi đúng không. Đó là cách chúng ta xem cái bình chúng ta như thế nào. Thì nhiều người hỏi mình cách đo bình sao, thì đó là cách mình đo như vậy nha. Mình nhắc lại lần nữa phải không,
dù bạn có cái đèn 12V 10W đấy, nếu bạn có đèn khác thì bạn có thể thay số này số khác, nhưng mà bạn phải dùng đèn 12V mới đo được đâu, đúng không? Dù 12V mình ví dụ một cái khác nha, ví dụ 12V 12V mà 100W đi, 100W thêm số 0 vô 100W đây, 100 thì cái này sẽ là 100 đúng không, thì số 5W này sẽ là 100, ta chia xuống là ra là 8A, là ra tới 8A, chia xuống là ra tới 8A. 8A thì chúng ta lấy số 8 đó, mình cũng làm như vậy, mình đo bình thường nó ra khoảng, nó ra đây là 10 giờ chẳng hạn, đây là mình ra không phải 5 giờ nữa mà là 10 giờ mình đo cái bình khác nha, mình dùng cái bình khác, mình dùng cái đèn khác luôn. Khoảng 10 giờ đi thì mình lấy số 10 này mình nhân cho 8 là ra khoảng là 80 ampere giờ. Đấy, dù mình có bình 100 ampere giờ mà mình đo giờ còn 80 ampere giờ thôi. Ví dụ đó là vậy, đó là cách chúng ta đo cái dung lượng của bình như thế nào. Đấy, các bạn phải có một cái tải như bạn đo, và đồng thời các bạn phải cắm luôn cái trực tiếp hai cái que đo này vào trong bình, là từ lúc nó đầy luôn cho tới lúc nó hết bình luôn. Đấy là bao nhiêu lâu thì ta lấy số thời gian đó chúng ta nhân thôi. Thì sẽ có nhiều trường hợp cái đập bình này nó đầy, nó lên tới 15 3 con rưỡi gì đó, thì các bạn cứ đo từ lúc nó đầy đến lúc nó cạn thôi. Ở lúc là mà cái lúc nó đầy á thì các bạn là khoảng 13V thôi, mình khuyên các bạn là khoảng 13V thôi, không nên đo sạc quá nhiều nó căng bình. Khi mà nó cạn là khoảng 1.4V nha, đây là tiêu chuẩn rồi nha. Đây phía sau này có ghi đây. Đây, không để điện áp dưới 8V này nha. Đấy, nhưng mà bạn nên đo là khoảng 10.4V thôi, 10.5V là chúng ta ngừng lừa nha. Đấy, đây, không để điện áp dưới 10.8V. Khi phóng điện ở quy 12V, điện áp không được thấp dưới 10.8V. Mà thường thì mỗi cái bình sẽ có một cái khác nhau, cái thông số khác nhau. Đây là bình này, là bình của xe đập điện này sẽ khác nè, bình của xe máy sẽ khác nè, bình của bình nước sẽ khác, bình áp suất sẽ khác nè, nói chung là sẽ khác nhau bạn. Nên xem phần phía sau này nó có ghi thì bạn nên coi đây là 10.8V nè, còn cái bình xe máy của mình là 10.4V nè, mình có xem rồi đấy. Thì chúng ta phải làm như vậy. Rồi video mình đây kết thúc thôi, các bạn thấy hay gì like subscribe với mình. Còn nếu bạn thấy nào có sự sai sót gì đó thì có thể comment dưới để mình giải đáp hoặc là mình rút nghiệm lại. Thì đây là cách nghĩ của mình, suy nghĩ của mình là làm như vậy, không biết là đúng hay không, nhưng mà mình làm thì cũng khá là đúng, mình đã thử cái đèn bình này rồi cũng khá là đúng, thì độ chính xác là khoảng từ 80-90% thôi. Thì mọi người cứ làm theo thử có xem được hay không nha. Rồi chào mọi người.